Bên cạnh rau xanh và hoa quả, các loại cá luôn được giới chuyên gia khuyến cáo nên tăng cường tiêu thụ, bởi vì cá là một trong những loại thực phẩm đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể với vô vàn chất dinh dưỡng như protein, vitamin D và là một nguồn axit béo omega 3 tuyệt vời. Mặc dù bổ dưỡng, nhưng làm sao để dinh dưỡng từ cá không biến thành nguy cơ gây bệnh? Mỗi năm có biết bao trường hợp bị ngộ độc, nhiễm khuẩn do ăn cá sống, cá lạ, các loại cá độc. Do đó, chúng ta phải có nhận thức đúng đắn và hiểu biết về các loại thực phẩm, các loại cá, vì không phải loại cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Có một loại cá được nhiều chuyên gia sức khỏe lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gây ung thư, đó là loại cá ướp muối. Phân loại các chất gây ung thư của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC là chỉ số tham khảo có thẩm quyền và ảnh hưởng nhất định đối với bệnh ung thư cũng như chất sinh ung thư trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1965, IARC đã thực hiện công việc xác định các chất gây ung thư. Những thông tin được công bố hàng năm và luôn cập nhật. Phân loại chất gây ung thư của IARC được chia thành 4 cấp độ. Trong đó, chất gây ung thư loại 1 dùng để chỉ những chất có tác dụng gây ung thư rõ ràng trên cơ thể người. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC, cá muối là loại thực phẩm gây ung thư cấp độ 1. Đây là loại cá tươi, ướp với rất nhiều muối rồi để khô, mục đích nhằm bảo quản lâu dài. Phương pháp bảo quản này đã có từ rất lâu đời, chi phí thấp và tiện lợi. Trong quá trình ướp cá muối, người ta sử dụng nồng độ muối ăn cao nhằm mục đích khử nước của cá. Quá trình này dễ dẫn đến trong cá chứa rất nhiều nitrit. Nitrit sẽ chuyển hóa thành nitrosamin sau khi vào cơ thể. Dưới môi trường axit của dạ dày, nitrosamin rất dễ gây ung thư. Hơn nữa, ngoài nguy cơ gây ung thư do nitrit gây ra, cá muối có thể sinh ra vi khuẩn trong quá trình phơi nắng, để khô, thậm chí là sản sinh ra nấm mốc aflatoxin. Đây cũng là một loại chất gây ung thư rất mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn cá muối có mối tương quan nhất định với các bệnh ung thư như ung thư vòng họng, ung thư thực quản, ung thư dạ dày. Một số lượng lớn các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng thường xuyên ăn cá muối trước 10 tuổi có nguy cơ mắc bệnh ung thư vòng họng ở tuổi trưởng thành cao hơn so với người bình thường. Mặc dù vậy, không đồng nghĩa với việc chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn cá muối ra khỏi thực đơn, bởi vì nguy cơ gây bệnh còn phụ thuộc vào liều lượng, khẩu phần mà mỗi người tiêu thụ. Lấy nitrosamin có trong cá muối làm ví dụ, một lượng nhỏ nitrosamin không đủ để gây đột biến tế bào. Chỉ khi chúng ta tiêu thụ một lượng lớn trong thời gian dài thì mới đủ để nitrosamin tích tụ trong cơ thể và gây hại cho hệ tiêu hóa, cuối cùng sẽ phát triển thành ung thư. Cá ướp muối vẫn có thể ăn nhưng nhất định phải hạn chế, vì dù sao đây cũng là loại thực phẩm có chứa nhiều natri. Từ quan điểm lâm sàng, ung thư là một căn bệnh rất phức tạp. Việc phơi nhiễm với chất gây ung thư hay tiêu thụ các thực phẩm gây ung thư chỉ là một trong những yếu tố hình thành nên căn bệnh này. Ngoài ra, các yếu tố như tuổi tác, di truyền, chức năng miễn dịch, các bệnh mãn tính cũng có vai trò trong sự phát triển của ung thư. Do đó, không cần quá lo lắng về việc cá ướp muối được xếp vào danh sách chất gây ung thư loại 1 thì có được ăn hay không. Tất nhiên, để an toàn nhất là chúng ta nên tránh ăn loại thực phẩm này. Hoặc nếu vẫn thích ăn, trong hoàn cảnh bắt buộc phải ăn thì có thể ăn ít. Một tháng chỉ nên ăn từ 2 cho đến 3 lần, mỗi lần cũng chỉ ăn một số lượng nhỏ. Cố gắng không chiên cá muối, bởi vì trong quá trình chiên, cá muối sẽ giải phóng các amin. Các amin thứ cấp sẽ kết hợp với nitrit để tạo thành các hợp chất nitroso hoặc nitrosamin. Trước khi chế biến, bạn có thể ngâm cá muối trong nước rồi hấp chín theo ý muốn. Thao tác này sẽ làm giảm đáng kể lượng nitrit và muối có trong cá. Tăng cường các loại trái cây và rau quả giàu vitamin C, vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có thể ức chế sự hình thành nitrosamin.